Chuyển sang những thông tin trong tỉnh. Thưa quý vị, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe công ty Simfu Việt Nam trình bày phương án trục vớt tài sản chìm đắm trên biển Vũng Tàu. Theo báo cáo của công ty Simfu, hiện có 3 xác tàu ở độ sâu 70 mét, cách Vũng Tàu từ 70 đến 80 hải lý. Sau khi khảo sát và thăm dò, công ty Simfu đã xây dựng phương án trục vớt, trong đó cam kết triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn hàng hải cho phương tiện đi qua khu vực trục vớt cũng như bảo vệ môi trường. Sau khi nghe công ty Simfu trình bày phương án trục vớt tàu, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng phương án mà công ty Simfu đưa ra chưa đủ chặt chẽ để thực hiện. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong quá trình trục vớt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty Simfu phải xác định được 3 xác tàu này có phải là tàu chiến hoặc tàu chở vũ khí hay các vật liệu dễ cháy nổ hay không trước khi xây dựng phương án trục vớt.